Minh Quân tuyệt vời. Minh Quân một lần nữa lại là người hùng của Việt Nam với một bàn thắng rất đẹp mắt và đầy cảm xúc vào sân ở phút thứ 88 và ghi bàn ở phút thứ 93. Tuyệt vời. Minh Quân không ghi nhiều bàn thắng ở mùa giải này, nhưng mỗi bàn thắng của Minh Quân đều là những món quà hết giá trị với Việt Nam. Và đây là biểu cảm của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Bàn thua đầu tiên của Văn Phong ở trận đấu này, nhưng rất có thể nó sẽ là trận thua đầu tiên của Sài Gòn ở mùa giải năm nay. Mọi thứ đều rất hoàn hảo từ đường truyền kiến tạo của Quế Ngọc Hải, từ pha không chia bóng vô cùng nhạy cảm của Vũ Minh Tuấn, và sau đó là sự lựa chọn bảy phá ngoài hoàn hảo. Một lần nữa Quế Ngoài lại cho thấy anh là trung vệ kiến tạo hàng đầu của bóng đá Việt Nam với những đường truyền điểm rơi phía sau lưng hàng phòng ngự của Ô Sài Gòn. Đường truyền này khá giống với đường truyền mà Quế Ngoài đã truyền cho Quang Hải khi bàn vào lưới của Mai Chi Hà. Và đây là niềm vui của ban huấn luyện câu lạc bộ Việt Theo, của huấn luyện viên Hoàng và của trưởng đoàn Đỗ Mạnh Dũng. Rất tự tin của các cầu thủ Sơn Loan Nghệ An. Mọi người, Sơn Loan 2-0 cho các cầu thủ Sơn Loan Nghệ An. Bàn thắng được ghi bởi Bùi Đình Châu. Và đột phá và tung ra cú dứt điểm rất đẹp mắt của Bùi Đình Châu. Dù rất kinh nghiệm nhưng thành Trần Biểu Ngọc không thể cản phá được cú sút vừa rồi. 2-0 dành cho đội chủ nhà Sơn Loan Nghệ An. Bàn thắng vừa rồi gần như đã đảm bảo chắc chắn 3 điểm cho các cầu thủ Sơn Loan Nghệ An. Thời gian của trận đấu không còn nhiều. Người lập công là Hồ Phúc Tinh. Giang Trường Quách Tân xoay trở dứt điểm chân trái, và như vậy là cuối cùng bàn thắng mở tỷ số đã đến với các cầu thủ Giang Quảng Ninh ở phút thứ 38 của trận đấu. Cuối cùng sau những cơ hội bị bỏ lỡ, Giang Quảng Ninh cũng đã biến đổi được ưu thế của mình kể từ đầu trận đấu thành bàn thắng ở phút thứ 38 của Giang Trường Quách Tân. Chúng ta cùng xem lại pha quay chậm tình huống ghi bàn của Giang Trần Quách Tân. Một pha xử lý có thể nói là rất tốt của cầu thủ mang áo số 27 bên phía đội chủ nhà. Thành Trung hay Bùi Hoàng Việt Anh. Đánh đều 2-1 cho Quảng Nam. Rất tuyệt vời. Hai cú đánh đầu. Và lần này vẫn là Paulo Pinto. Có lẽ là hàng phòng ngự của Hà Nội vẫn chưa rút kinh nghiệm ở bàn thua đầu tiên. Vẫn là một tình huống chuông chân của Tấn Trường. Có một điều khác lạ là người xuất phát lần này là Đinh Thanh Trung, chứ không còn là Hồng Sơn nữa. Cặp đôi Đoàn Vùng, Quang Hùng đang tạo nên những điều bất ngờ trên sân Tam Kỳ khi Quảng Nam đón tiếp các nhà đương kim vô địch Hà Nội. Một pha đánh đầu ngược rất kỹ thuật của Paulo Pinto. Và như thường lệ thì không ai theo kèm tiền vệ này cả. Từ áp sát của Phi Sơn, và đây là phản công cho Thành phố Hồ Chí Minh. Công Phương vẫn là Công Phương. 2-0, một pha đồng tiến của số 21 Nguyễn Công Phương, và bàn thắng thứ hai của Thành phố Hồ Chí Minh trong trận đấu này. Và đó là dấu ấn thứ 5 của Công Phương trong mùa giải. Một tình huống mang đậm phong cách kỹ thuật của Công Phương. Và phút thứ 22, Thành phố Hồ Chí Minh đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Chúng ta cùng xem lại tình huống đồng diễn
tiền đạo Thành phố Hồ Chí Minh qua được Thiago Melo và pha xử lý bất ngờ bằng chân trái đã đánh gục Trịnh Xuân Việt. Một pha xử lý rất kỹ thuật và đúng với sở trường của tiền đạo này. Nhiều người tiếc rằng trong trận bán kết quốc gia gặp câu lạc bộ Hà Nội, nếu như Công Phượng không bị treo giò và không vắng mặt thì rất có thể đó sẽ là một trận đấu đáng chờ đợi hơn.